Hello, mến chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Phúc Thiên Vlog của em nha. Thì hôm nay em sẽ quay cho cô chú anh chị và các bạn xem một cái cổng sắt mỹ thuật hai cánh. Đó, em đang thi công cho anh khách ở Vĩnh Long. Đó. Thì anh khách anh biết em qua kênh YouTube thì có liên hệ em để mà làm cho ảnh một bộ cửa cổng hai cánh đó sắt mỹ thuật. Thì sẵn em làm thì em quay cho cô chú anh chị xem tham khảo cái mẫu này luôn. Nếu mà ưng ý thì có liên hệ em cần làm thì liên hệ với em nha. Số điện thoại em sẽ để dưới phần mô tả. Thì em chuyên về kính nhôm sắt inox sắt mỹ thuật, nhôm cỏ, nhôm sinh pha. Nhận thiết kế và thi công ở các tỉnh, nên cô chú anh chị nào có nhu cầu làm thì cứ liên hệ với em. Thì ở đây em sử dụng là hộp 48 dưới là dung 4, rồi phôi thì là dung 14, toàn bộ 1,4 lít. Đó. Tiệm đứng gần đường này xe cộ có qua lại hơi ồn, mong cô chú anh chị và các bạn xem thông cảm. Đó, thì những cái phô này toàn bộ bên em là toàn uống 1,4 lít hết nha. Đó. Rồi ví dụ như cô chú anh chị nào có nhu cầu làm mà uống 1,2 lít thì em có uống 1,2 lít luôn. Đó. Thì ở đây em còn hàng mấy cái bông dưới lá vô nữa. Đó, nó mới hoàn chỉnh nha. Cái này mới có được 70% thôi. Đó. Những cái hoa văn này còn hàng bông lá nữa. Đó. Ở trên cái vòm này cũng hàng hoa lá vô nữa để tạo lên những cái điểm nhấn. Đó, sau đó thì sẽ sơn và giao cho khách. Thì anh khách em cũng là thợ luôn, cũng là thợ sắt luôn, nhưng mà anh không có máy để uống hoa văn. Đó, nên lại em làm thi công sơn rồi bàn giao về cho anh khách ở Vĩnh Long để anh lắp đặt, anh tự lắp đặt. Còn ví dụ cô chú anh chị nào mà có nhu cầu làm mà không lắp đặt được thì em sẽ đi về tận nơi lắp đặt cho cô chú anh chị và các bạn luôn. Đó, một cái cổng hai cánh nha. Thì ở bên đây á, là chiều cao bên đỉnh này là 2m45, còn cái đỉnh này là 2m9, 2m9 gần 3m á. Thì những cái chỗ này em còn hàng bông với lá nữa để tạo điểm nhấn lên cho nó đẹp. Là ở đây sử dụng bản lề xây nha. Ở bản lề xây này mình sử dụng cho cửa mà nó nặng hay là mở ra mở vô nhẹ nhàng, mình sử dụng cái lề này rất là ok luôn. Rồi ở mấy cái chỗ cái đường cắt ở vòm này thì em sẽ sử dụng bát tích và hàng hết rồi mài rồi quấn bát tích cho nó láng lẫy như là một cây sắt mới luôn. Đó, dưới đây cũng vậy. Rồi thì cô chú anh chị nào mà có nhu cầu làm thì cứ liên hệ với em nha. Đó, em có rất là nhiều mẫu cửa cổng sắt mỹ thuật, rồi mẫu cửa cổng CNC. À, mẫu cứ cẩn sắc hợp, nói chung là cô chú anh chị nào có nhu cầu làm thì cứ liên hệ với em. Đó. Rồi đây đang thi công cho anh khách ở mấy cái cửa sổ hai cánh với lại cửa phòng một cánh. Đang thi công công trình làm hai dãy nhà trọ. Đó, còn đây là nhôm vách kiến. Nhôm vách kiến thì đang hoàn thiện để mà chuẩn bị giao cho khách. Ở dưới thì sẽ thả lá hộp, còn ở trên thì sẽ lắp kiến. Đó. Thì khi nào thi công và lắp đặt thì em sẽ quay video cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo nha. Đó. Rồi bye bye cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Đó. Thì cái cửa cổng này mà nó hoàn thiện xong rồi sơn lắp đặt gì đó thì em sẽ quay video để cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo. Thì mấy cái mẫu cửa cổng sắt mỹ thuật này á thì nói chung là nó sẽ rất là nhọc công. Đó, thì mình hàng hoa lá nhiều rồi mình sơn hai màu thì nó phải lâu công hơn là cái cửa cổng bình thường nha cô chú anh chị và các bạn. Đó, nhưng mà nó đẹp, khi mà hoàn thiện sơn hoàn thiện thì nó sẽ rất là đẹp. Rồi bye bye cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo.